xe đường dạ 200 sắp chiếu. Đây là hẻm 243 nha. 243 Tân Bản các bạn. Chạy thẳng lên rồi đó, ngay cái ngã ba phía đằng trước đó, mình sẽ rẽ phải là mình ra được chợ 200 tấm chiếu. Sáng thì người ta bán chợ truyền thống, còn chiều thì nguyên một cái đoạn đường bán thức ăn, bán đồ ăn. Cái là chia ra vậy. Bây giờ này nè, có bánh da lợn này. Bánh chuối, bánh da lợn. Nó phải nhang nè, hoa bông hoa nhang. Rồi mấy cái đồ dụng cụ lư hương. Tỏi, hành tím, hành tây. Đường chợ hơi bị dơ luôn. Cá thịt, đồ khô, khô gà, khoai mỡ, củ sắn, khổ qua, cà chua. Khô gỏi khô bò, thịt heo nè. Đó, thịt heo đã treo đó. Có con cù kỳ nữa, mình thấy có con cù kỳ luôn. Con cua cúm á, con cù kỳ á, cua cúm. Quần áo nè, giày dép nè, đồ bộ nè, rồi nước rửa chén nè, bánh này kia các loại nè, hết rồi. Qua bên kia là giáo xứ nhà thờ Sấm Xíu thôi à, chạy qua luôn ha, chạy qua luôn. Đó, nhà thờ giáo xứ Sấm Chiếu đó, nhà thờ Sấm Chiếu á, lái chợ kéo dài ra tới ngoài đây luôn. Ở phía bên đây người ta bán chổi với lại mấy cái cây kiển cây gì đó. Rồi ở đây bán bánh bèo đó. Đây vòng lại đi, rẽ sang đường Sấm Chiếu nha. Đó, đây là đường Sấm Chiếu nè.